Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 5, Ban Thường trực Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp đảng quỹ phường Vĩnh Quân, phường Châu Phú A, tổ chức hội nghị đối thoại giữa đảng, chính quyền với nhân dân lần thứ 19 và tiếp xúc cử tri Hội đồng Nhân dân ba cấp giữa năm 2023. Tham dự hội nghị có ông Đinh Giang Bảo, Phó Bí thư Thành quỹ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Châu Đốc, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Quỹ ban Nhân dân thành phố. Tại buổi đối thoại, bà con cử tri được nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố trong quý I năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trong quý II. Trên tinh thần dân chủ cởi mở và xây dựng, bà con cử tri phường Vĩnh Huân và phường Châu Phú A đã có những ý kiến kiến nghị Xoay quanh các vấn đề như công tác quản lý đất đai, việc cấp giấy phép xây dựng nhà ở, đảm bảo giao thông an toàn tại tuyến đường cử trị, đường trường đua, đảm bảo đầu ra sản phẩm người nông dân không bị ép giá, đảm bảo vệ sinh môi trường trong việc xây dựng nhà ở tránh ngập úng. Vì qua lại, khu vực biên giới của bà con nông dân trong quá trình trồng lúa đảm bảo đúng quy định pháp luật. Tại buổi đối thoại, các ý kiến kiến nghị của bà con cử tri được các đại biểu Hội đồng Nhân dân, Quỹ ban Nhân dân và các phòng ban thành phố giải trình thỏa đáng. Điều quan trọng hơn cả là thông qua hoạt động đối thoại này đã tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa đảng chính quyền với nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng, điều hành của chính quyền, các cấp qua các cuộc đối thoại đánh giá được chủ trương chính sách nhà nước đi vào cuộc sống như thế nào cái được cái chưa được để có thể phát quy hoặc điều chỉnh kịp thời